Xin chào các bạn đó, Taco TV. Hôm nay mình sẽ làm quay miếng nước cho mấy bạn xem. Các bạn phải dùng cái miếng này. Rồi gắn cái miếng này vô. Mấy bạn gắn cái miếng 1 miếng 2 vô. Đây nha. Đây là kiếm một bạn hàng rồi. Bạn sau đó còn lại nhiều nữa. Và sau đó mấy bạn lấy 1 nhân 3 cho mình. Đó, còn mấy bạn gắn đây nè. Và sau đó bạn lấy 1 nhân 4. Mấy bạn lấy, mấy bạn gắn vô đây. Còn mấy bạn nói con không có thích hợp mà. Còn mấy thích kinh doanh thôi. Và sau đó mấy bạn lấy 1 nhân 1 nữa. Mấy bạn gắn vô. À nè, con mới về, dành thời gian để chơi và thư giãn đi. Khi nào bạn chuẩn bị xong, thì con bắt đầu công việc luôn. Còn cảm ơn bà, còn mấy bạn ấy lấy thêm miếng này nữa cho mình. Mấy bạn gắn như đây nè. Đó. Sau đó mấy bạn lấy thêm 1 nhân 4 gắn gắn này. Xin mời giám đốc xem qua hỏi để trình bày cho tôi. Sau đó mấy bạn lấy miếng 1 nhân 4 các bạn gắn đây. Đúng rồi. Rồi mấy bạn lấy 1 nhân 6 ấy là 1 nhân 4 các bạn. Các bạn lấy đây. Các bạn gắn đây nha. Thế anh lạ quá. Anh là nhân viên mới hả? À, nhân viên sao mới không? Đi. Ấy giúp cha. Mình quên làm cái bước này nha. Mày gắn này. Giờ gắn cái này vô. Gắn này vô. Từ 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 chắc này. Ê, ôi chết. Trời ba, đẹp trai quá hả? Từ từ nữa. Lúc này bà đổi quân rồi đúng không? Bà chịu mướn những người trẻ, đẹp trai như vậy làm vô phòng. Chứ không phải là mấy ông già bụng bè giống như hồi xưa phải không? Bà muốn thay những người trẻ để giật dậy công ty. Em nghe vậy. Giật dậy công ty hả? Tại sao phải giật dậy? Ta nói là công ty sức sản. Ê, đâu rồi? Đâu rồi? Là để phát triển công ty. Được ai đây à? Để mấy bạn dùng 1 nhân 4 mình gắn đây. Con có hẹn với bạn rồi. Bữa sau con đi ăn cơm với ba ha. Ba, ba nhớ kêu người ta làm nhân thủ tục cho con nha. Con đi đi. Mấy bạn lấy 1 nhân 2. Ờ, mấy bạn lấy 1 nhân 4. Phải rồi. Mấy bạn lấy 1 nhân 2 gắn đây. Mấy bạn lấy thêm 1 nhân 2 nữa bạn gắn đây. Đây, rồi mấy bạn lấy 1 à. Rồi. Mấy bạn lấy 1 nhân 1, mấy bạn gắn ở đây. Đấy là cách này đúng không? Thôi. Ngày mai có chuyện tới, tối nay không có được. Sao đó? Gắn cái miếng này vô. Làm gì của cô nào, em không biết bạn nhờ em được hết. Em bị thẳng quá đúng. Hiện tại mình phải hay là dùng miếng này nè. Nếu không biết được là nếu quên luôn đây. Đó. Đây, hành cái gì nha. Các bạn dùng miếng này. Cả nè. Các bạn gắn cái này ở đây. Anh đi công tác. Anh đặt xe dễ cho em. Đi công tác chút nha. Chị. Anh Hải. Chồng nó nè. Cái chuyện gì vậy? Anh ở đây mà tôi tìm anh quá chừng luôn. Sao? Cô trợ lý của anh á, đâu rồi, bên kia chứ đâu. Trời ơi, không thấy tôi đi qua đây lấy điện thoại hả? Một chút nữa, bà đi gặp đối tác thay cho tôi rồi. Bây giờ những vấn đề quan trọng, tốt nhất là để cho bà đi. Tôi đỡ bà hơn. Rồi có hậu quả gì, bà sẽ bị bà tôi chửi. Hello. Chứ vì sao bà chưa làm trợ lý cho tôi? Miếng ơi, một nhân nhân. Đây, chồng anh nhau. Để mình cho cô. Mấy bạn lấy rồi mấy bạn gắn nó bên này nè. Mấy bạn lấy 1 nhân 1 mấy bạn gắn vô. Cái 1 ô gắn đây. Mấy bạn gắn đây. Vì mấy bạn gắn cái này vô đúng không? Giờ lấy 1 miếng 1 2 1 nhân 2 phẳng mệnh 1 nhân 2 phẳng mệnh. Ta lấy cho mình 2 miếng 1 nhân 2 phẳng mệnh nha. Cho miếng này vô mấy bạn. Nhấn này. Đầu tiên các bạn lấy cái miếng không được đấy, đóng ngu gì thế, chẳng lẽ không biết trên cái kế nào sẽ thả nó sao? Này mấy bạn lấy, coi như hai phẳng mình nha mấy bạn.
rồi mấy bạn đó có gì đâu nó đâu đó phải chờ cơ hội thôi. Ấy bạn gắn cái này vô ngắm này gắn này cho bạn xem kỹ lại nha. Đây nha, đó cái con này là làm hơi khó xíu, nhưng mà xin lỗi xíu nha. Tại sao mấy bạn dùng cái miếng này một như hai làm cái miếng gắn này đó nha. Đó là lấy một nhân một mấy bạn gắn này đó này. Mấy bạn lấy miếng một nhân hai phẳng bình đây để mình xem nha. Mấy bạn gắn này nha, hình ảnh mình gắn này nha. Bây giờ mấy bạn á mấy bạn á lấy một nhân hai nha, bạn gắn ở đây gắn vô đó, mấy bạn gắn cái này vô một nhân một mình sẽ gắn ấy cái gắn này này mình gắn nếu mà anh rảnh á thì sẽ dẫn nhiều quen chơi. Mấy bạn đo cái là lấy chữ N là mấy bạn sẽ đo thử cái này nè. Cái chắn rồi. Mấy bạn có để em nói kia là như thế không? Rồi sau đó mình thấy đừng mấy bạn mình là chị em. Từ từ mấy bạn lấy này anh hay em không biết chơi. Mấy bạn lấy